thế anh kính chào quý khán giả của người Việt TV kính thưa quý vị quý vị đang theo dõi chương trình bác sĩ của bạn do bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng phụ trách chương trình nhận mọi câu hỏi liên quan đến y tế và sức khỏe khi quý vị gửi những thắc mắc của mình vào địa chỉ email nguyentranhoang at Hoàng com trước khi bắt đầu chương trình thì anh xin được phép và có lời chào đến người phụ trách chương trình là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng xin mến chào quý khán thính giả và chào Thiện An dạ kính thưa bác sĩ trong uh, chuỗi uh, loạt bò, là chương trình mà bác sĩ uh, trình bày về các vấn đề liên quan đến thuốc lá thì cũng có uh, một uh, vấn đề mà mình chưa có đề cập cập đến tại vì nó cũng rất là mới đó là thuốc lá điện tử uh, bác sĩ có thể nói thêm về cái những cái uh, điếu thuốc lá điện tử này được không ạ Dạ, yeah, thì là khi mà mình uh, nói tới thuốc thì giờ cũng có một cái gọi là mới không ạ? Dù là nó cũng là được phát minh từ ở bên Trung Quốc hồi năm 2003 và nó uh, được dùng ở bên Mỹ này cũng là vài ba năm nay rồi là thuốc lá uh, gọi là e-cigarette, thuốc lá điện hay là điện tử thì theo mình muốn nói sao thì nói thì Thiên An có nghe nói chút xíu nào về thuốc lá điện không? Dạ, Thiên An nghe mà theo An nghĩ là không có đủ đâu tại vì uh, vẫn chưa rõ gì hết nên là chưa, chưa có nghe nhiều về nó thì có người thì nói à, thuốc lá điện tử thì nên hút thơ tại vì thuốc lá bình thường rất là có hại cho sức khỏe thì người ta người ta nói trong mấy chục năm nay là thuốc lá thì nên bỏ thì người ta mới nghĩ ra phát minh ra cái thuốc lá điện tử này thì có người nó ở à, thuốc lá điện tử này rất là tốt nhưng mà có người bạn Thế An thì cũng nói là có đọc được tin tức và họ nói là thuốc lá này cũng rất là độc hại không nên Uh, hút tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu nhưng mà mà như là bác sĩ vừa trình bày đó thì uh, nội trong cái câu mà bác sĩ nói thôi thì cũng có điều mà thanh chưa có thể biết là không ngờ là thuốc lá này lại được phát minh ra ở Trung Quốc dạ <laughs> yeah. uh. thì là uh, uh, dĩ nhiên là chiến tranh là chiến tranh đúng không ạ còn cái gì đồ tốt là đồ tốt nhưng mà cũng không hơi trùng hợp chút là theo mọi người hay có ấn tượng mà tôi cũng có ấn tượng là đồ làm trung quốc hiện nay thì toàn là độc hại không thì cái này cũng không phải là tốt lắm à, thì có nhiều người khi mà à, à, nói là bỏ thuốc thì là bỏ hơi bị khó quá thì tự nhiên có một cái à, cái phao rớt ở giữa dòng đấy thì mình nhảy ra coi đó thì mình chụp vô cái đó là thuốc lá điện có là e cigarette thì e cigarette làm sao tại vì cũng có nhiều À, người nói tới nói lui mà không biết sự thật là làm sao và khi mà kỳ trước mình nói tới người làm sao để bỏ thuốc đó thì cũng có nhiều người nghĩ là một trong những cái đấy có thể giúp được là dùng cái thuốc lá điện đó thì thực sự là sao thì đầu tiên hết là nói ngay từ đầu luôn cho nó rõ ràng là sofa FDA không có khuyên mình dùng thuốc lá điện để bỏ thuốc à, tại vì có những cái không tốt mình sẽ nói từ từ tới sau nhưng mà giờ đầu tiên hết mình nói thuốc lá điện là sao thuốc lá điện thì là thường thường là mình biết là à, thuốc lá à, truyền thống hồi xưa đến giờ là, là làm từ à, lá cây này kia đúng không ạ cây thuốc lá rồi xong rồi làm thành qua nhiều cái tổng hợp ra mình ra khi mà mình hút á thì là mình hít dùng cái là mình phải dùng cái lửa thị rồi mình đốt vô điếu thuốc thì nó ra cái chất khói từ cái thuốc đó mình hít nó vô còn thuốc lá điện này thì mà khi mình hút vô thì nó có rất, ngoài cái nicotine nó có nhiều chất khác giống như mình nói là cả bảy ngàn rất là nhiều chất độc hại khác trong đó thì khi mà ra thuốc lá điện này thì những người sáng chế ra cái thuốc này nghĩ là cái kia nhiều chất độc quá thì cái này có một thứ chất độc thôi là nicotine thôi thì người ta nghĩ là có thể là dùng đó giống như thay vì mình dán nicotine chẳng hạn phải không là mình nhai găm nicotine thì mình hút cái này nicotine không có thể là nó đỡ hại hơn nhưng mà bây giờ thì cũng đang có nhiều nhất là FDA, CDC tức là cơ uh, FDA là cơ quan mà kiểm soát về thuốc men này kia đó Food Drug Administration tức là những uh, thực phẩm với dược phẩm thì người ta cũng đang coi kỹ lại coi làm sao và càng ngày thì cái khuynh hướng mà thấy thuốc lá này không có lợi giống như nhiều người lầm tưởng thì cái khuynh hướng đó hình như nó đang đang đi cao lên và dĩ nhiên cái đó là do nhiều yếu tố khoa học chứ không phải là tại vì nói là bài cái này hay là bài cái kia mà do những cái chứng cớ khoa học đưa ra thì thuốc lá điện là làm sao là thì điếu thuốc lá thường mình biết rồi còn cái điếu thuốc lá điện thì khúc đầu một cái là nó có chỗ để mình bỏ pin vô phải không ạ bỏ pin vô coi nó để chạc pin nó có đồ để cho mình chạc pin nữa rồi sau đó là có cái chỗ để mình nó control cái cái điện vô làm sao rồi sau đó thì nó có một cái cái lò xo đại cái nó gọi là heating coil là cái là sao để cho nó nóng lên, nó nóng lên tức là điện phải chuyển thành nhiệt, thì nhiệt rồi nó mới đẩy qua một cái ống ở trong đó là nó có chứa cái cái nước trong đó, về nó gọi là vaporizing chamber tức là cái cái để bốc tức là cái kia là khói còn cái này là hơi nước. Tại vì trong đó là sẽ có cái chất dụng dung dịch liquid mà trong đó có thể là chứa nicotine rồi có thể chứa thêm những cái chất có mùi có nhiều có người thích hút mùi cà phê hay là mùi táo mùi cam không thôi có nhiều người thích hút nước không thôi để vô hít nước tức là tùy theo mình mua cái cái cartridge giống như là mình mua mực in như đó mình có thể mua mực đen mực vàng mực đỏ đại khái gì đó thì bên đây cũng vậy có thể bỏ những cái chất gì tùy theo mình mua thì là như vậy rồi sau đó thì nó mới ra thành cái cái hơi nước đúng không ạ à? rồi xong rồi mình mới hít vô thành ra bởi vậy khi mà hút cái thuốc lá đó thì nhiều người gọi là mấy người nói tiếng lóng là vếp tức là hít cái hơi nước nó vô như vậy thì cái về một cái cấu trúc là cái thuốc lá đó là là như vậy tức là có cái phần để pin rồi xong cái đó là cái phần để nó biến cái chất dung dịch thành nước rồi cái phần nữa là để nó uh, À, thành hơi nước để để mình hít vô và có để làm cho nó giống thiệt thì cũng có một cái phần để mà người ta à, giống như mỗi lần hít vô mình thấy có cái đống lửa rồi đó thì cũng làm bộ nó đỏ lên cái giống thiệt giống như thuốc lá thiệt là như vậy thì uh, cái để nói về cái này thì tôi cũng coi nhiều chỗ ví dụ như trong cái website của cdc rồi những cái website này nói về cái thuốc này những cái chất gì mới sản xuất ra thì trong cái này tôi thấy có một cái, cái chỗ mà nó nói tương đối là có hệ thống thứ tự thì tôi sẽ theo cái dàn đó nhưng mà mình sẽ dùng tài liệu từ nhiều chỗ khác nữa thì cái thứ nhất là giống như mình nói nãy thuốc lá điện là thứ nhất là nó không có phải là đốt gì hết không khác với thuốc lá thiệt. nó không có đố mà nó có cái ống vậy thì xong nó bốc cái hơi nước dung dịch đó lên rồi cái thứ nhì là cái thuốc lá điện đó thì trong đó là nó có cái nước cái nước có thể chất chứa chất nicotine và cái chất nước nicotine đó thì nó chỉ là nicotine không thì những người sáng chế ra cái đó và những người thích cái đó thì nghĩ là à, tại vì cái kia tới qua mấy ngàn cái chất độc lận còn này chỉ có một chất chính là nicotine thôi mà ta chỉ cần nicotine không thì là như vậy là nó đỡ hại hơn cái kia thì là như vậy nhưng mà thực sự là cũng đúng là như vậy nhưng mà cái hại của cái dung dịch nicotine là làm sao là nếu mà trong cái điếu thuốc lá mình tại vì trong một cái cartridge đó là nó có thể nó chứa cái lượng mà nicotine bằng một gói thuốc bằng 20 điếu thuốc không ạ tại vì mình mua cái cartridge mình bỏ vô thì vì mỗi lần mình rút ra một điếu bây giờ cái đó rồi mình là mình hít vô một cái lại thì nó có nó bằng 20 là mai mốt ta muốn cần lại ta bằng 40 50 thì cũng dễ tới cái dung dịch đó mà. Yeah. Tại người ta cũng đâu có muốn là khách hàng phải cứ đi mỗi ngày để mua nếu mà bán mua một lúc luôn được uh, mấy chục ngày thì có yeah. lợi. Hơn dạ yeah, nhưng mà một cái nguy hiểm của cái đó là yeah, khi mà dùng như vậy đó thì là cái cơ quan mà về poison control tức là cơ quan mà để kiểm soát về ngộ độc đó thì ta thấy là càng ngày cái tỷ lệ mà ta gọi vô tại vì bị ngộ độc cái thuốc này nó sẽ càng, nó nó đã chứ không phải là nó sẽ đã tức là nó càng cao hơn tức là hồi lúc mới ra thì cái tỷ lệ mà bị ngộ độc chắc là ít người dùng là nó không cho mấy phần trăm giờ cái tỷ lệ bị ngộ độc đó là nó cao hơn rất là nhiều và trong số những cái ngộ độc mà do thuốc đó thì lại giờ nó đã tăng lên là bốn mươi mấy năm mươi phần trăm do thuốc thì ngộ độc làm sao là thường thường ngộ độc thuốc lá là một lần nít nó có điếu thuốc nít nhỏ dưới 5 tuổi nó thấy điếu thuốc mình bỏ bậy nó lấy nó nhai vô nhai vô thì những cái chất trong thuốc lá là là nhai vô thuốc lá chứ có đủ thức độc hết thì nó có hại cho nó và cái đó là nếu mà điếu thuốc lá thì nó nhàn thường nó nhàn điếu rồi chứ nó không có nhàn nguyên gói được ít khi nào mà cầm nhai được tới hết gói mà ba mẹ không biết Với lại nó nhai nó cũng nít nhỏ nhai mấy con điếu là nó phê rồi là nó cũng xỉ, xỉn xỉn rồi nó đâu có đâu có sức để nó nhai tiếp được còn trong cái cartridge đó con nít mà nó nuốt vô là một cái cartridge đó là chứa cái chất nicotine của hai chục điếu thành ra khi ta gọi vô thì cái đó nó độc hơn tại vì hai chục cái chất đó đó thì có thể làm làm chết người được chết chạy chết, chết người lớn là chết con nít nếu con nít mà nó nguyên một cái nicotine đó mà mình để để chỗ nào đó nó không biết phải không nó lấy nó phá nó bẻ ra rồi thấy cái nước gì là mà màu xanh màu đỏ để nó hít vô hút vô một cái là cái lượng nicotine đó thì nó, cái độ đặc của nó đó nó cao rất là nhiều nên khi mà mình dùng một thuốc lá đó mình phải cẩn thận về chuyện con nít là cái về cái 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 chỗ mà cái cartridge để chứa cái chất dung dịch đó rồi cái thứ gì nữa là theo thiên ăn là thuốc này nó có độc không hay là nó nó không có độc chút xíu nào thuốc lá điện này ừ. thì Thế cũng hơi thắc mắc tại vì đây là thì họ nói là cái chính là nicotine người ta bỏ vô thuốc lá điện tử và không có pha cái nào khác nhưng mà nó chỉ có một thứ nhất là nó đặc đậm đặc hơn cái thứ hai nhưng mà thiên an thắc mắc là nó mà hút thuốc hoặc là hít vô thì là qua đường hô hấp đúng không còn nếu mà ngộ độc như bác sĩ nói là theo đường nhưng tiêu hóa là ăn chúng phải thì hơi cần hơi. Dạ, tức là cái thuốc thuốc lá mà thuốc lá thường đó thì là nhai vô thì nó vô miệng thôi. Còn cái thuốc lá này thì là nó thấy là cái chất liquid mà nicotine đó thì có thể là nó nuốt qua miệng rồi có thể thấm qua da của mình. Hay dạ. không thôi là nó bị dính vô mắt của nó hay là đủ dạ. thứ nhiều cái để nó 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 thấm hơn và người ta thấy là chỉ có một cái liều nhỏ dưới một cái muỗng canh là có thể là giết một người lớn và một cái muỗng cái lượng nicotine bằng một cái muỗng cà phê nhỏ là có thể giết được một đứa bé Dạ vậy có nghĩa là nó chắc chắn là những theo những lời bác sĩ nói thì nó dạ. chắc chắn là nó độc nhưng mà nó độc nếu mà mình ăn phải. Còn bác dạ. sĩ hỏi là có thể chết người không thì có nghĩa là hút nhiều có thể chết không hay là còn nếu mà nếu mà dạ, đúng ý, tức là ngộ độc. Ngộ độc là uống vô thì là là chết thì ta thấy là từ năm tháng tháng 9 năm 2010 cho tới, tới tháng 2 năm 2014 thì là hồi lúc tháng 9 năm 2010 lúc mới ra ít người xài thì là cái gọi để vô để mà bị ngộ độc cái đó là chỉ có một case một tháng còn tới uh, tháng 2 năm 2014 là 215 trường hợp mỗi tháng với cái trường hợp mà gọi vô ngộ độc á thì là cho tới tháng 2 năm 2014 là 51% những cái gọi vô ngộ độc là do cái thuốc lá đó, do để à, con nít này kia. Đó là nếu mà mình bị ngộ độc, tức là lấy cái đó ra phá, rồi dính vô tay rồi liếm liếm vô miệng, hoặc là thấy nó ngọt hay là gì đó nu nuốt vô miệng của mình, hay là hít cho mũi của mình thì nó vô niêm mạc của mình nó thấm qua hết. Phải không ạ? À? Rồi còn nếu mà hút thuốc à, tức là cái người hút dùng theo đúng đó thì dĩ nhiên nó ít có chất độc hơn nhưng mà nó cũng là nicotine. Và chất nicotine thì nó cũng có hại, dù là cái hại nó thì một cái hại chứ không phải là bằng nhiều cái khác tức là chất nicotine đó tức là nó cũng có thể gây ra những cái ý hại giống như y chang như cái kia chỉ có điều là nó tránh được những cái chất ví dụ như là carbon monoxide là nhiều chất khác mà mình đã nói trong mấy chương trình khác rồi đúng không ạ thế là cái đó là cũng là là có hại rồi một cái nữa mà người ta để ý tới cái thuốc lá điện tử là thuốc lá thiệt thì là có kiểm soát rõ ràng còn thuốc lá điện thì nó mới ra chưa kiểm soát rõ ràng lắm thành ra giờ các cơ quan chính phủ mà chuyên về sức khỏe công cộng thì người ta đều để ý tới để người ta uh, 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 dạ. người đó. ta đòi hỏi là phải có kiểm soát nhiều hơn và cũng giống như có nhiều người nghĩ là ồ thuốc này chưa có kiểm soát gì hết nên muốn hút đầu hút vô nhà hút thôi vô chỗ làm hút tùm lum hết thì thực sự là cho tới bây giờ tại vì thuốc đá nó chưa có rõ lắm thành ra là hầu như là tôi có cái list của tất cả tất cả các tiểu bang đó thì cho tới giờ là uh, trong lúc chưa có luật thì người ta khuyến cáo mình là nên cư xử cái thuốc đó giống như là thuốc lá thuốc lá thuốc lá kia chứ không phải là nghĩ là ở này là thuốc lá điện đó là đi vô chỗ đông người vô chỗ ấy hút tùm lum là là thì là nó có cái list ra có một số chỗ là có cho phép hút ở những trường hợp đặc biệt ví dụ như chỗ cái tiệm mà bán cái cái thuốc đó thôi nhưng mà đại đa số hầu như đại đa số trong nó kể rất là nhiều nên nhắc kể ra không ai nhớ hết là đại đa số rất là nhiều ta khuyến cáo chung là Đừng có uh, nghĩ đó là thuốc lá điện rồi đi hút tùm lum hết, cái đó không phải là thuốc lá nhưng mà hiện tại là tốt nhất là mình cư xử với cái thuốc đó giống như là thuốc lá thiệt. Tại vì cái thứ nhất là tại sao hút cái thuốc đó, hút vô nhiều khi ta khó kiểm soát được là vô cà, cà phê hút dần, vô hút dạng hồi đâu biết ai hút thuốc thiệt, thuốc điện ai hút thuốc thiệt là cái thứ nhất phải không ạ rồi cái thứ gì nữa rồi có những người lợi dụng là bỏ vô cái cartridge đó thay vì nicotine bỏ vô marijuana hay là mấy cái chút chất cần sa khác thì nó cũng rất là khó kiểm soát và chưa kiểm soát được thành ra là mình cũng không có nên mà hút tùm lum hết rồi còn có nhiều cái hại khác nữa thì mình đâu qua tới cái kế nữa mà như không còn nhiều giờ lắm phải không ạ thì thì tóm tắt từ hồi nãy đầu giờ tới giờ là thứ nhất là thuốc lá điện thì dù sao nếu mà nói độc thì ít chất độc hơn là thuốc lá thuốc lá kia là thuốc lá mà bằng làm bằng bằng cái uh, cây thuốc lá phải không? bằng chất thuốc lá nhưng mà dù sao là thuốc lá điện thì là mình có những cái mình phải để ý hơn là nếu ngộ độc thuốc lá điện ở con nít thì nó nguy hiểm hơn người ta cha mẹ em hút cái đó thì là cũng nên cẩn thận và cũng không nên nghĩ là đó là hút thuốc lá điện không có hại gì rồi xong hút tùm lum rồi con, mốt con mình thì hồn mình sẽ nói tới mấy đứa teenager này kia đó nó cũng nghĩ ở à, này thuốc lá điện rồi bắt đầu hút rồi hút cái đó rồi chuyển qua thuốc lá khác và một cái cũng quan trọng là tốt nhất là mình nên cư xử đối với thuốc lá đó khi đi ra chỗ đông người thì là cũng là giống như là thuốc lá kia chứ không phải là mình nghĩ là đó một món đồ chơi khác rồi mình đi ra chỗ đông người mình hút dạ yeah. và một vấn đề cuối cùng lớn nhất thì, theo thì ý thiên an đó là vì không có luật nào vì nó mới có không có luật nào để quản lý nó nên người ta muốn bỏ gì vô thì bỏ mà nhưng mình mình cũng muốn biết chắc là cái gì mình trước khi mình đưa vào người cơ thể mình thì mình cũng hy vọng nó là an toàn cho mình đúng không quý vị à, nên hy vọng mình sự... dạ mình với lại con mình <laughs> không à? con mình mới như vậy nó ở ba này thuốc lá điện tử an toàn lắm rồi không biết có gì dẫn à... dạ nên cứ cẩn thận vẫn hơn thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi thì mình phải chia tay đến quý khán giả ở đây hy vọng mà những trong những chương trình tiếp theo bác sĩ của trường hoàng sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin thú vị à, một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng về những thông tin và thời gian mà bác sẽ dành cho chương trình của người Việt TV. Thôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng xin cảm ơn quý khán giả và Thiên An và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội. nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.